Thắng Đô kính chào các bác. Hôm nay em muốn các bác thư giãn một chút bằng dòng nhạc của Indonesia nhé. Nhạc này rất là ít khi test, nhưng mà các bác nào mà tầm tầm trung trung tuổi là em nghĩ bài này cũng nghe nhiều. Em sẽ test bằng âm ly Nhật và loa Nhật, thì em sẽ giới thiệu chi tiết về bộ này nhé. Giờ mời các bác thư giãn một chút. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Đấy, cái bộ này thì em ghép, thực ra cái bài này nó là mang tính chất gọi là giai điệu thôi, nghe nó từ ngày xưa đến giờ. Đây cái bài này nhá, nếu anh em nào thích nghe cái bài này, đây Madu Dan Rakun, bài này của Indonesia. Nếu mà các bác nào mà nghe từ ngày xưa thời gọi là rất là khó khăn, chưa có đĩa CD thì còn mình còn nghe bằng cassette, những bài rất hay. Quay trở lại cái bộ này ấy, thì em muốn ghép cho các bác một cấu hình với loa Nhật bát 30. Cặp này thì thực ra nếu mà trong cái tầm loa bình dân thì cặp này thì là có thể gọi là huyền thoại rồi. Đấy, dòng stereo dân nghe rất hay, đa dạng nhạc, sẽ 979 nhé các bác nhé. Và anh em nhớ cho em nhé, là 979 thì nó bốn loa, nhưng đây nó là siêu tép, không nhầm nó là tép nha các bác nhé. Bởi vì sao ạ? Đây mới là tép này. Nó có cái mảnh này, là mảnh này, đây mới là tép này. Đây là chung này, còn đây là bát đây. Bát 30, 31 thì em này nó là gân vải. Đấy. Cặp này thùng rất là cao to nha các bác nhé, thùng chắc nặng, cao to. Nó rơi vào khoảng 4 găng tay của em có dư luôn. Đấy, tức là cao khoảng độ trên dưới 80 cm, bề ngang thì khoảng 40, gần 40. Chiếc âm ly em vừa test là chiếc âm ly Marang 74D thì nó là dòng stereo đương nhiên rồi, nhưng mà em này chạy class A, và class A là nó sẽ nóng nhá các bác nhé. Đây là em test đây, vừa rồi em test bằng điện thoại này.
Đấy. Ghép như thế này ấy, thì sẽ phục vụ thêm cho những anh em có những cái yếu tố mà nghe những cái dòng nhạc vocal, country này. Đấy, rồi những dòng nhạc ra anh em có thể kết hợp nghe như thế này cũng được. Còn trường hợp mà những cái dòng nhạc em vừa kể tên các bác không nghe, các bác chủ yếu tập trung vào bolero, DJ, rồi nhạc vàng, nhạc trẻ, đấy, thì các bác có thể chơi những con âm đi khác là vừa tầm hơn được, hoặc như đánh drum 1500R, có điều kiện hơn thì đánh 1500R Mark 2. Đây chồng ở trong mà em có đây. Đấy, hoặc các bác thích săn xui thì các bác có thể lấy 607 được các này, hoặc là 607X. Đấy, còn nếu các bác thích cổ thì có thể lấy Marantz 1150. Đấy, tại sao mà một cặp loa nó có nhiều gợi ý như vậy? Chắc chắn là như thế rồi, những cái dòng loa này nó đánh được tương đối nhiều dòng âm ly khác nhau. Đây là em chỉ kể một vài âm ly sơ sơ thôi, còn một hãng đàn ông này nó có rất nhiều model để đánh được với cặp này. Đấy. Quan trọng là gì ạ? Quan trọng là anh em thích gu nhạc như thế nào thì anh em qua Thắng Audio em sẽ, anh em ở đây sẽ tư vấn cho các bác là với cặp này, anh em mà thích nghe chung nó nhiều hơn một chút thì anh em nghe với âm ly gì chẳng hạn như thế, và các bác thích nghe tiếng bass nó dày hơn một chút thì sẽ chọn cho âm ly nó phù hợp. Và quan trọng nữa nhất là cái túi tiền. Đấy các bác, phối nó phải phù hợp với cái ngân sách. Đấy, kể cả con 979 này nếu các bác chưa có điều kiện em hoàn toàn có thể ghép với con PNI 77 này cho các bác nhé. Tiếng rất hay nhé, em này 160W nhé, hoàn toàn đánh được cặp này luôn. Đấy, em này maximum là 150W một chiếc. Đấy, chung giấy nhé các bác nhé. Rồi vừa rồi thì test cho các bác nghe qua cái giai điệu với dòng Ambi Clara. Chạy nó nóng nữa các bác nhé, dòng này rất là nóng. Class A nó không phải là, nhân tiện đây nói luôn, Class A nó không phải là cái này đâu. Nhiều em, rất nhiều anh em là hay nhầm là đây, cái này nó có AB đây. Anh em hay nhầm cứ nói Class A là AB này, AB này. Nhiều anh em bảo là Class AB là cái này. Cái này không phải là Class AB, đây là cái loa A, loa B. Còn Class A, Class AB, Class D, Class C nó là hệ của ly người ta phân ra. Giống như ô tô, người ta phân ra hạng A, hạng B, hạng C, hạng D. Tức là còn cái dòng này thì âm ly nó phân ra để nó phân theo gọi là chất tiếng. Nó công suất nó phát ra nó sẽ phân ra. Ví dụ class A như con này thì nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ sinh ra nhiệt nhiều. Ví dụ công suất vào khoảng 100W, đây là em nói trung bình nhé. Ví dụ 100W điện vào thì ra loa nó chỉ còn 30W thôi. Còn 70W thì nó chuyển hóa thành nhiệt năng. Do đó là những cái dòng âm ly Clara bao giờ nó cũng nóng. Đấy là lý do. Và như thế thì nó gì ạ? Như thế thì nó chiết, các bác hình dung nó chiết đi, nó chỉ còn 30% ra loa thôi, cái chất tiếng của nó cô lại, nghe nó sẽ sạch sẽ chi tiết. Còn dòng Class AB ví dụ như em này thì 100W điện thì ra đến 70W là ra loa, còn chỉ có 30W là tiêu là thành nhiệt năng thôi. Đấy. Thì không có nghĩa là con này nó không hay bằng con này, và con này nó như thế thì không tội gì mà người ta cứ làm sẵn Class AB. Class AB nó lại thích hợp những cái dòng nhạc phổ thông. Còn Class A này thì đấy, như em vừa chia sẻ các bác đấy. Đấy, các bác nghe cao vocal này, ra hoặc cao chi, các bác thích những cái dòng nhạc đấy thì các bác kết hợp con này. Đấy. Cặp loa siêu tép vân gỗ rất đẹp các bác nhá. Siêu tép là siêu tép, những cái siêu tép nằm ở trên những cái loa thường là người ta sẽ bố trí những cái giải âm chắc chắn là phải ngoài 20.000 Hz thì đấy mới gọi là siêu tép, còn dưới 20.000 Hz thì nó gọi là tép. Trong một khoảng nhất định thì nó đến âm trung, rồi thấp nữa thì đến trầm, và thấp nữa thì đến super bass. Đấy, super bass này, bass trung này. Nó có gọi là mid bass, nó là trung trầm. Trung trầm là ở giữa dải trung và dải trầm thì gọi là trung trầm. Đấy, và đến tép. Tép là dưới 20.000 Hz. Khoảng độ 15.000 Hz, 16.000 Hz trở lên người ta đã phân vào dạng tép rồi và tần số của tép rồi. Còn trên 20.000 Hz, ngoài 20.000 Hz thì là super tép. Thì cứ ngoài 20.000 Hz không định mức đâu các bác. Có những cái cặp loa nó rất khủng, nó lên đến khoảng 40.000 Hz.
Đương nhiên là tai mình không thể cảm không nghe được nhưng cảm nhận được. Thì chất tiếng nó sẽ gọi là chi tiết hơn, mình cảm nhận thôi. Rồi đây là một bộ sản phẩm nguyên của Nhật luôn các bác nhé. Điện 100 này. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì điện cho thằng Audio. Xin chân thành cảm ơn các bác.